hơn nữa hả? Hôm bữa mình đi Đà Lạt mới Pinder là mình lên đây nha, chạy cũng máu me nha, chạy Đà Lạt dữ lắm á, rồi lên lên đây đi vòng 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 như đây luôn á, đi giao hàng vòng vòng vòng, cố đi vòng vòng chơi ăn uống này nọ, mà đi về có 700.000 à? Đúng rồi. Đi xe ôn lên á. Đi về á. Cả đi lẫn về luôn á. Đúng rồi, 2 triệu em đây chạy video đi lại. Giao lưu rồi. Ủa, đâu rồi anh, đâu rồi? Đâu rồi, đã dưới rồi, sắp hết pin rồi. Quay này cũng 4K mà. Anh Hương đang lái xe không chị? Ủa anh Hiếu, anh Hương lên chưa anh Hiếu? À ta hút thuốc ở dưới. Chị cầm về cho Mai nè mà nó lấy.